trẻ em như búp trên cành là chủ nhân tương lai đất nước. Thế nhưng không phải trẻ em nào cũng được chăm sóc, bảo vệ đầy đủ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, con em công nhân lao động. Ra đời năm 1994, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An trở thành địa chỉ kết nối biết bao tấm lòng, mang tới những nụ cười, xoa dịu nhiều nỗi đau không chỉ của các bé, mà cho cả cha mẹ, gia đình và cộng đồng. Đây là chị Trần Thị Thanh Tuyền, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có cháu Nguyễn Anh Kiệt vừa tròn 2 tuổi. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh và bị sứt môi hở hàm ếch. Từ khi được sinh ra, cháu Anh Kiệt luôn phải điều trị tại bệnh viện. Gần như tất cả số tiền gia đình chị kiếm được đều dành để chữa bệnh cho con. Đến nay, bệnh tình của cháu Anh Kiệt nặng thêm, chỉ định của bác sĩ là cháu cần được mổ gấp, nếu không sẽ khó bảo toàn tính mạng. Đó là một trong hàng trăm trẻ em tại Nghệ An cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để các cháu có trái tim khỏe mạnh. Gia đình rất là khó khăn, ở nông thôn rất là khó khăn. Sinh con ra không được may mắn như những em bé bình thường khác. Em còn bị tim bẩm sinh. Từ tháng 11 năm 2005, thành phố Vinh và thành phố Nam Yangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã thiết lập mối quan hệ kết nghĩa với nhau trên các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên. Từ đó đến nay, mối quan hệ hợp tác hữu nghị luôn được duy trì và phát triển. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, Quỹ Khuyến học thành phố Vinh tại Nam Yangju và tổ chức Kawun Rotary đã tổ chức nhiều đợt trao học bổng cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng nghề, kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Vinh, tặng thiết bị giáo dục thể chất, trang thiết bị học tập, xe đạp cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tài trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật, sứt môi, hở hàm ếch, bệnh tim bẩm sinh. Tổ chức Kawun Rotary là tổ chức hợp tác phi lợi nhuận thông qua đóng góp tình nguyện từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để triển khai các dự án, các chương trình nhân đạo, nâng cao sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ giáo dục và xóa đói giảm nghèo ở các nước với ý nguyện mong muốn thế giới ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn. Ngay từ đầu năm 2016 này, thông qua Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại thành phố Vinh, Nghệ An, tổ chức Kawun Rotary Hàn Quốc phối hợp tổ chức chương trình Vì Trái Tim Trẻ Thơ. Tới dự, phía tổ chức Kawun Rotary có bà An Su Chong, Chủ tịch tổ chức Kawun Rotary, ngài Lee Jong-ju, Chủ tịch Quỹ Học bổng thành phố Vinh ở thành phố Nam Yangju, Hàn Quốc. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ngài Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ chức Kawun Rotary Hàn Quốc đã trao số tiền 43.000 đô la hỗ trợ chương trình Vì Trái Tim Trẻ Thơ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An. Đây là món quà hết sức quý giá để mang đến nhiều suất phẫu thuật cho các em nghèo mắc bệnh tim đang chờ sự sống. Ngài Lê Xuân Đại, thay mặt lãnh đạo Nghệ An, cảm ơn tổ chức Kawun Rotary Hàn Quốc. Trong lời cảm ơn có đoạn, khi mà hàng trăm em bé nghèo ở Nghệ An vẫn đang mòn mỏi chịu đựng và chờ để được mổ tim, sự quan tâm và bác ái từ tổ chức Kawun Rotary là hết sức đáng quý. Chúng tôi vinh dự được làm việc cùng tổ chức Kawun Rotary Hàn Quốc một lần nữa trong chương trình quan trọng này để cứu chữa thêm nhiều sinh mệnh. Từ năm 2006 đến nay, thì tổ chức Rotary International 3600 đã đến thành phố Vinh và cùng với thành phố Vinh, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em và Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam Hàn Quốc thực hiện nhiều chương trình hoạt động nhân đạo như là tặng học bổng cho học sinh, tặng quà cho học sinh, tặng xe đạp và đặc biệt là chương trình mổ hở hàm ếch và sau này là mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An. Năm 2015 thì quỹ đã hỗ trợ mổ tim cho 7 cháu với trị giá là 10.000 đô. Và năm 2016 thì hỗ trợ mổ tim cho 38 cháu với trị giá là 43.000 đô. Những khoản tiền này đã hỗ trợ cho các gia đình và các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn và giúp cho các cháu có được sự sống và đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình cũng như bản thân các cháu. Có thể nói là chúng tôi là những người tham gia trong chương trình này cảm thấy hạnh phúc
khi đã mang lại sự sống cho các cháu và mang lại niềm hạnh phúc cho các cháu được sống, các cháu được học và các cháu được đến trường. Đó có thể nói là niềm vui nhất của chính bản thân những người làm chương trình này ở Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam Hàn Quốc, ở Quỹ Bảo trợ Trẻ Em, và đặc biệt là những tấm lòng thơm thảo của các thành viên trong Quỹ Bảo trợ, trong tổ chức Rotary International. Từ nhiều năm nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An luôn là địa chỉ tin cậy để các gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh đăng ký danh sách. Các bé cần mổ gấp để được nhận tài trợ mổ tim cho các em có bệnh lý tim bẩm sinh. Đây là hai bà mẹ của cháu Nguyễn Thị Hiền ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu và cháu Lô Hồng Anh Kiệt ở bản Na Lượng, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, cần được mổ sớm, đang được cán bộ của Quỹ Bảo trợ hướng dẫn quy trình làm thủ tục để các cháu có thể được phẫu thuật kịp thời. Nhằm kịp thời hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật gấp để giành giật sự sống, ngày 3 tháng 3 năm 2016, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, Bệnh viện Y khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, Quỹ Nhịp tim Việt Nam Vina Capital tổ chức khám sàng lọc bệnh cho trẻ em tại Bệnh viện Quốc tế Vinh. Hơn 200 trẻ em được tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. Đây là hoạt động trong hành trình khám sàng lọc sẽ tiếp tục diễn ra tại các huyện của tỉnh Nghệ An. Việc tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh tại địa phương như thế này tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình nghèo đỡ tốn kém chi phí đi lại. Các em có cơ hội được khám, phát hiện bệnh để chữa trị kịp thời. Sau khi khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh, nhiều cháu được xác định cần phải phẫu thuật gấp để giành giật sự sống. Ngày 14 tháng 3 năm 2016, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An đã chuẩn bị chuyến xe đầu tiên cho các cháu vào Bệnh viện Hoàn Mỹ, thành phố Đà Nẵng để phẫu thuật. Trước khi gia đình đưa các cháu vào Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Minh đã thân tình động viên và hướng dẫn cho bố mẹ trong quá trình phẫu thuật cho các cháu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, thành phố Đà Nẵng. Chuyến xe rời thành phố Vinh hứa hẹn đem đến niềm vui cho gia đình các trẻ thơ được phẫu thuật và cho cả cộng đồng. Với hành trình hơn 500 km vào thành phố Đà Nẵng, các cháu từ Nghệ An được chỉ định phẫu thuật tim lần này đã được các y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp đón ân cần và hướng dẫn làm thủ tục nhập viện hết sức chu đáo. Trong chuyến đi phẫu thuật này, các cháu còn được ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An và ông Trần Đại Quân, Hiệu phó Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc vào thăm hỏi và tặng quà động viên các cháu trước khi phẫu thuật. Sau khi được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật, hơn 30 cháu bị bệnh tim bẩm sinh của tỉnh Nghệ An được phẫu thuật lần này tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã hoàn tất. Các ca phẫu thuật đều thành công tốt đẹp. Các cháu sẽ được chăm sóc sau phẫu thuật 15 ngày trước khi trở về Nghệ An. Cái nguồn tài trợ nguồn bổ sung hỗ trợ cho các em đủ và tạo điều kiện tốt nhất và sớm nhất để cho những cái ca mổ, ca can thiệp của em diễn ra sớm nhất. Không những những em mà thiếu nguồn tài trợ, những em trẻ khác mà được đoàn tầm soát và phát hiện thì cũng hy vọng là mong muốn là các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm sẽ chung tay góp sức với địa phương, với gia đình và các bệnh viện khác để hỗ trợ cho trẻ được điều trị trong thời gian sớm nhất để hạn chế các biến chứng, cái hậu quả của bệnh tim bẩm sinh. May mắn được gặp Quỹ Bảo trợ của trẻ em đã có những người tài trợ đã quan tâm đến những em bị tim bẩm sinh, tài trợ cho những em được tim mổ, được khỏe mạnh, được gặp chương trình trái tim cho em. Từ khi cháu đi mổ đến giờ cháu khỏe mạnh. Cảm ơn chương trình đã tài trợ cho gia đình em được đi mổ, được đi mổ về em được mình khỏe. Một lần nữa là xin chân thành cảm ơn chương trình, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình em. Bé là thứ hai, con thứ hai, không may gặp mắc căn bệnh này,
Giờ là đi mẫu về rồi là mẹ là tươi tỉnh hơn, chơi nhời vui hơn trước, ăn uống là ăn được nhiều hơn, tháng là đã lên cân. Nhờ tấm lòng nhân ái của trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, tổ chức Kawon Rotary Hàn Quốc, các y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài giúp đỡ trong nhiều năm qua, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An đã có kinh phí để hỗ trợ cho hơn 600 trẻ em được phẫu thuật tim, mang lại cuộc sống khỏe mạnh và tương lai tươi sáng cho các em. Kỳ vọng chương trình Trái Tim Cho Em trong giai đoạn tiếp theo sẽ nhận được sự chung tay từ cộng đồng trong nước và quốc tế để nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh có điều kiện được cứu chữa.